Xin chào mọi người, tôi là nhân viên Phùng Văn Hồng, chuyên viên tư vấn dự án bất động sản của mình thuộc sàn Unidom Sài Gòn. Tôi đang có mặt tại nhà mẫu bất động sản của mình. Đây là dự án đã giúp tôi đạt danh hiệu chiến binh lan tỏa bất động sản của mình. Tôi là nhân viên kinh doanh bất động sản công ty Unihome Đông Sài Gòn. Hiện tại tôi đã công tác ở được công ty 3 năm và đạt 3 năm liền đạt danh hiệu nhân viên top 3 và đạt thành tích cá nhân là bestseller Honio và Hobello. Từ khi bước vào công ty, tôi đã cảm nhận được không khí văn hóa môi trường ở Unihome rất là tốt, tạo cho con người phát triển và phát triển cá nhân và thăng tiến hơn và sẽ có một nguồn thu nhập tốt lo cho cuộc sống gia đình sau này. Cho nên tôi nguyện gắn bó với công ty, cùng phát triển công ty. Khi nghe thông tin đạt được danh hiệu chiến binh lan tỏa bất bình của mình, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Sự cố gắng trong một thời gian dài và được sự động viên của các sếp và đồng nghiệp đã hỗ trợ tôi, giúp tôi tiếp khách ở tại nhà mẫu và tiếp khách tại công ty của khách hàng và những khách hàng đầu tư. Tôi cảm ơn các đồng nghiệp và các sếp đã hỗ trợ tôi để có được cái thành tích như trên. Tất nhiên thành công nào cũng khó khăn. Đợt triển khai dự án bất động sản của mình này cũng là một cái đợt dịch Covid lần 2 quay trở lại. Công ty Unihome cũng đã có linh động tổ chức cho khách hàng trong vào những khung giờ nhất định. Tôi cần phải có những cái chiến thuật tư vấn khác hơn bằng cách tư vấn online và gửi thông tin khách hàng qua nhiều kênh Facebook, Zalo và trò chuyện khách hàng trong vòng tiếng và 30 phút để truyền tải các cái thông điệp của dự án và những cái mặt tối ưu và thiết kế rất là tốt của dự án đến khách hàng mua đầu tư và mua ở. Từ đó họ sẽ là người đầu tư thông thái và quyết định đầu tư căn hộ bất động sản của mình này. Và cuối cùng tôi xin chúc cho dự án bất động sản của mình bán sạch dự án và thành công. Chúc cho ban lãnh đạo Unihome cùng các sếp, anh chị em, đồng nghiệp sức khỏe, hạnh phúc và phát triển.